chị em có rất nhiều người có cái thắc mắc, đó là làm sao mà biết được thánh ý của Chúa. Vì không biết được ý Chúa thì làm sao mà làm theo ý của Chúa. Đúng không? Chúng ta ai cũng thắc mắc là làm sao biết được ý Chúa. Vì biết được ý Chúa thì mới làm theo ý Chúa. Mà trong lời cầu, lời nguyện, trong lời giảng dạy, lời khuyên luôn luôn là xin cho con biết lắng nghe và làm theo ý Chúa. Mà bây giờ làm sao biết được ý Chúa để mà làm theo ý Chúa? Có một cái điều chắc chắn đấy là gì, thưa anh chị em? Là chúng ta tập biết ý Chúa bằng cách là tập đừng theo ý mình. Có một cách đó thì mình dễ nhận ra hơn. Vì thường những gì nghịch ý của mình lại là thánh ý của Thiên Chúa. Và Đức Giêsu xuống trần gian này cũng luôn luôn nói rằng của ăn của ta là làm theo ý đấng đã sai ta. Ta đến không phải làm theo ý của ta mà làm theo ý đấng đã sai ta. Ta và cha ta là một. Ta không nói cái gì tức ta, nhưng cha bảo sao thì ta nói vậy. Ta không có làm gì tự ý của ta, nhưng cha bảo sao thì ta làm vậy. Được chưa? Rõ không? Làm được không? Không. Đấy, rõ ràng ý của Chúa đang thể hiện đấy. Mình thấy rõ, mình nghe rõ, mình hiểu rõ. Mà vấn đề là mình không làm. Vì khi mình làm theo ý của Thiên Chúa, thường thì ta phải bỏ cái gì khó nhất, đó là bỏ cái tôi của mình, bỏ cái ý riêng của mình, bỏ cái ý thích của mình, thậm chí bỏ luôn cả ý chí của mình nữa. Khó lắm, thưa anh chị em. Và Thánh Phaolô trong thư thứ nhất của Colossae, Phaolô nói rằng là: thưa anh em, từ ngày chúng tôi nghe biết về anh em, chúng tôi không ngừng cầu nguyện và kêu xin Thiên Chúa cho anh em an tưởng thánh ý của Người. Với tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết mà thần khí ban cho, từ ngày nghe biết về anh em thì chúng tôi không ngừng cầu nguyện và kêu xin Thiên Chúa cho anh em không phải là được khỏe mạnh, được giàu có, được nhiều tiền lắm của, không. Nhưng Phaolô cầu nguyện là cho tất cả anh em được an tưởng thánh ý Chúa với tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết mà thần khí ban cho. Vì vậy, chúng ta thấy rằng là không thể an tưởng thánh ý Chúa nếu không có sự khôn ngoan và hiểu biết. Mà khôn ngoan và hiểu biết này không phải là khôn ngoan hiểu biết của con người, của loài người, nhưng sự khôn ngoan và hiểu biết là do thần khí ban cho. Sự khôn ngoan và hiểu biết là do thần khí ban cho. Vậy thì anh chị em đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa, mình khấn nguyện, mình khấn xin, mình khấn nài nhiều thứ lắm. Có ai viết thư khấn xin cho con được nhận ra và làm theo ý Chúa không? Có ai khấn là xin cho con được ôn khôn ngoan và hiểu biết do thần linh ban cho không? Đa số là cho con được trúng số, cho con được hết ung thư, cho gia đình con được trả hết nợ, cho vợ chồng chúng con được yêu thương nhau, vân vân. Chứ còn ít có ai dám đến đây, dám dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa mà khẩn nài Chúa cho con được nhận ra thánh ý Chúa và xin Chúa cho con được ơn khôn ngoan và hiểu biết từ thánh thần của Chúa, chứ không phải khôn ngoan và hiểu biết của con người. Khôn ngoan hiểu biết của con người thêm treo thì ghê lắm, nó tính toán khiếp lắm, nó suy tính khiếp lắm, nó so đo khiếp lắm, nó mưu mô ghê lắm, nó quỷ quyệt ghê lắm. Sự khôn ngoan của con cái loài người, Chúa bảo
con cái thế gian thì khôn ngoan hơn con cái sự sáng. Con cái thế gian nó khôn ngoan hơn con cái sự sáng. Và Chúa bất sai ta đi như con chiên ở giữa sói rừng. Mà sói rừng thì khôn ngoan, sói rừng thì quỷ quyệt, sói rừng thì mạnh khỏe lắm thưa anh chị em. Vì vậy mà Paulo bảo rằng từ ngày bài hát thì từ ngày có em về nhà mình tràn đầy ánh trăng thề ở gì nữa. Biết bài từ ngày đón em về không? Biết không? Thì bây giờ anh chị em mình phải hát rằng là từ ngày mà biết đến lòng thương xót của Chúa thì tôi không còn cầu xin cho tiền của danh vọng, chức tước, địa vị nữa. Và từ ngày biết đến lòng thương xót Chúa, từ ngày biết đến anh chị em đến đây thì tôi hằng cầu nguyện và khẩn nguyện cho anh chị em am tường thánh ý Chúa với tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết mà Thánh Thần ban cho. Anh chị em có xin lên đó không? Có không? Thôi bây giờ không có thì bây giờ phải có thôi. Chúng ta khẩn khoản này xin Chúa cho nhau được am tường Thánh ý Chúa. Khẩn khoản này xin Chúa cho nhau được am tường Thánh ý Chúa. Rồi bên chị em cầm cái quạt lên đi. Am tường Thánh ý Chúa, mình quạt cho nhau để nhắc nhở nhau là am tường Thánh ý Chúa thì phải biết quan tâm đến nhau, thì phải biết nghĩ đến nhau. Nào, tôi khẩn khoản này xin Chúa cho anh chị em được am tường Thánh ý Chúa. Quạt cho người phía trước ạ. Cứ tưởng thẳng quạt là nó cứ mình mà quất. Đó, ý mình là có quạt thì mình quạt cho mình. Mà ý Chúa thì là Chúa bảo đừng nghĩ đến mình mà nghĩ đến người khác. Biết quan tâm đến người khác, biết lo lắng cho người khác, đó là thánh ý của Thiên. Còn chỉ biết lo cho mình, đó là ý của mình. Nào, vậy thì hãy cầu nguyện cho nhau am tường Thánh ý Chúa. Bà này am tường giá vàng với giá đô la. Bà kia thì am tường giá đất đai. Chỗ nào mà nó quy hoạch hay không quy hoạch cho con am tường, cái đó là con ngon rồi đó cha. Ngon không? Ngon không? Ngon. Rồi cầu xin Chúa con được am tường coi bao giờ thì giá vàng nó lên, bao giờ giá vàng nó xuống. Ngon không? À, cho con am tường với thằng nào nó tốt, thằng nào nó xấu để con lấy thằng nào? Lấy thằng tốt hay thằng xấu? Thằng tốt. Ngon không? Ngon. Mình cứ cầu xin cho nhau am tường cái sự thế gian mà không cầu cho nhau được am tường. Bây giờ nó không chịu nói đâu. Không chịu nói vì sợ lắm. Đối với Thánh ý Chúa là nó đụng đến ý của mình, nó nhột gáy lắm. Cho nên nào, mạnh dạn cầu nguyện cho nhau được am tường Thánh ý Chúa. Đó, ngon rồi đó. Như quạt ơi, cầu nguyện cho nhau được am tường Thánh ý Chúa. Rồi với tất cả người bên trái là khôn ngoan, bên phải là hiểu biết nha. Bên trái là khôn ngoan, với tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết từ Thánh từ Thánh Thần Chúa. Am tường Thánh ý Chúa với tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết từ Chúa Thánh Thần. Rồi bây giờ nhớ được như vậy đi. Ngày nào cũng cứ lẩm bẩm xin cho con được am tường Thánh ý Chúa, được khôn ngoan và hiểu biết từ Thánh Thần Chúa, được không? Chứ còn bỏ đi lúc nào cũng cho con được hệ ung thư, cho con được có rèn, cho con được có quyền, bỏ cái đó đi được không? Mình phải cầu nguyện cái gì nó cao hơn một chút, cầu nguyện cái gì nó sâu hơn một chút, cầu nguyện cái gì nó lớn hơn một chút, chứ đâu cầu nguyện cái lẻ tẻ. Vì Chúa bảo rằng tin vàng hãy tìm cái gì? Nước Đức Chúa Trời trước, rồi mọi sự người sẽ ban cho. Mà tìm nước thì Chúa, tức là tìm thánh ý của Chúa mà thể hiện. Cứ tìm thánh ý Chúa mà thể hiện thì chúng ta có được nước Thiên Chúa, rồi mọi sự khác Ngài sẽ ban cho sau. Cho nên chúng con đến đây dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, khẩn này xin Chúa cho con được an tường. Quạt đâu rồi, cất đi hết rồi. Cho con được am tường Thánh ý Chúa với tất cả sự
khôn ngoan và hiểu biết của Chúa Thánh Thần. Cứ như vậy đi thưa anh chị em, bảo đảm với anh chị em, sự bình an sâu thẳm nó sẽ đến với anh chị em. Và gia đình nào mà chúng ta cứ cầu nguyện như vậy, người vợ cũng như người chồng không còn cầu nguyện để mình thể hiện ý của mình nữa, và mình cũng cầu nguyện cho con an tường thánh ý Chúa, thì cũng cầu nguyện cho con được an tường người khác, được hiểu biết người khác. Vì mình an tường người khác, mình hiểu biết được người khác, biết ý của người khác, thì gia đình mới được hạnh phúc. Vì nếu mà người vợ không biết ý của chồng mà nấu cơm cứ theo ý của mình, biết rằng chồng nó thích ăn thịt bò với thịt gà, chồng của bà thích thịt gì? Hả? Ăn rau nước mắm. Tôi dạy bà, tôi ngày nào tôi đi làm về bà cũng rau với nước mắm bà cho tôi ăn nè. Đó là rau với nước mắm là ý của bà hay ý của chồng? Ý của bà hay ý của chồng? Ý của bà, còn ý của chồng là chồng muốn. À, thầy cha, con muốn ăn đầy đủ hả? Đầy đủ của đâu mà đầy đủ? Một món mà chưa chắc có, đó là đầy đủ. Bà chỉ có rau với nước mắm mà đi ông chơi đầy đủ đi đâu mà ra. Lại theo ý của ông rồi, thấy chưa? Đó, bây giờ một ông chồng thì lúc nào cũng muốn ăn đầy đủ, còn một bà vợ thì lúc nào cũng chỉ muốn rau muống với nước mắm. Hai người lấy nhau có hạnh phúc không? Đã ăn tưởng ý của nhau chưa? Đã hiểu biết nhau chưa? Đã có sự khôn ngoan chưa? Lúc nào cũng quay quy về mình hay quy về người khác? Quy về mình. Nào, bây giờ hai ông bà ngồi nói lại với nhau, ngồi nói chuyện lại với nhau, coi thử coi là ý của ông là thế nào, ý của bà là thế nào. Chúng ta an tường ý của nhau, chúng ta hiểu biết nhau, và như vậy là mình đang tập bỏ ý của mình. Và ý của Chúa thể hiện qua ý của người vợ thì sao? Ý của Chúa thể hiện qua ý của người chồng thì sao? Thấy không? Hoặc là chị em đi lễ, ai cũng muốn đi lễ là ngồi ở bên ngoài để cho nó mát, ngồi bên ngoài để mình đi lễ mình về sớm, rồi mình đến trễ mình về sớm. Cha vô cha ra rồi con mới vô, cha chưa vô thì con đã ra. À, về nhà ăn thì con một hai ba con vô, đúng không? Rồi con hai ba một con lại vô, buồn con cũng vui, con cũng không vui không buồn con cũng, mà đi lễ thì con không. À, thế ta thấy rõ ràng là mình chỉ có thể hiện ý của mình thôi, lúc nào cũng lấy ý của mình là trên hết, mà không đi tìm ý của Chúa. Mà đôi khi ý của Chúa lại qua ý của người khác, đôi khi ý của Chúa lại qua ý của cộng đoàn. Với những anh chị em đến đây, chúng tôi cũng phải đi tìm ý của Chúa để chúng tôi thể hiện. Chúng tôi đi tìm ý của Thiên Chúa để chúng tôi cho anh chị em thấy rằng đâu là thánh ý của Chúa. Và chúng tôi cùng với anh chị em cầu nguyện để chúng ta cùng nhau đi tìm thánh ý của Thiên Chúa. Chứ không phải đến đây không phải ý của ông cha xứ, không phải ý của giáo dân, mà ý cha, ý con, tất cả phải là ý của Thiên Chúa. Mà ý muốn của Thiên Chúa là chúng ta yêu thương nhau. Ý của Thiên Chúa là chúng ta có lòng thương xót nhau. Đấy chắc chắn là ý của Thiên Chúa. Cái gì tốt đẹp là ý của Thiên Chúa. Mà cái gì nó gây ra bất hòa, gây ra xáo trộn, gây ra chia rẽ, gây ra ganh tị, gây ra ghen ghét, đó là ý của con người hay ý của Thiên Chúa? Con người mà làm cho con người ghen ghét, hận thù nhau, không những là ý của con người mà là ý của ai nữa? Ma quỷ. Cho nên đôi khi chúng ta chiều theo ý của ma quỷ hơn là chiều theo ý của Thiên Chúa. Này, hai vợ chồng giận nhau, giận nhau thì chỉ có làm hòa. Mà mình bảo ngu gì làm hòa, cái tức ái mình nổi lên quần quật. Bây giờ nó không xin lỗi mình trước, ngu gì mình xin lỗi nó. Mình xin lỗi nó là mình hèn, cho nên không xin lỗi. Và
khi ta đang có ý tưởng là không xin lỗi, xin lỗi là hèn, xin lỗi là nhát, xin lỗi là nhục, thì đó là ý của ai? Ma quỷ. Ta đã để cho ma quỷ nó xen vào rồi. Ta tưởng là ý của mình, nhưng mà thực sự ra cũng không còn là ý mình nữa, mà ý của ma quỷ. Mà ý của mình chiều theo ma quỷ, thì ý của mình chính là ý của ma quỷ. Chợt thấy ghê không? Thấy phải suy nghĩ về cái điều đó mới sợ, chứ không phải là chỉ là ý của mình không thôi. Vì lúc đó ta không còn làm chủ được ta nữa. Cái giận của ta nổi lên, cái giận ấy không tha thứ, cái giận ấy không có khoan nhượng, cái giận ấy không nhượng bộ. Thì lúc đó ta đã để cho ma quỷ nó thống trị mình rồi. Và khi để cho ma quỷ thống trị mình thì Thiên Chúa không còn chỗ đứng trong mình nữa. Và mình đi tìm ý của Thiên Chúa thì mình không tìm. Làm theo ý của Thiên Chúa thì không làm. Nhưng mà chúng ta lại chiều theo ma quỷ, nó chả cần mình tìm nữa. Ma quỷ nó không cần mình tìm, mình phải vất vả đi tìm ý Chúa. Còn ma quỷ nó chả, mình chả cần tìm, mà nó cứ là những người khách không mời mà đến. Anh chị em đang ngồi về thứ tự, có người chửi mình cái là mình có giận không? Giận không? Giận không? Giận. Mà giận là ai đến? Ma quỷ nó đến. Cái thằng quỷ này ai mời mà mày đến? Chúng ta vẫn gặp mấy người mà mình không ưa, không thích. Cái thằng quỷ này ai mời mày đến? Đúng không? Và trong cuộc sống của chúng ta rất nhiều lần là chúng ta cứ mở toang cửa ra: anh quỷ ơi, anh đến đây. Em ma ơi, em đến đây. Toàn chỉ biết ma, toàn chỉ biết quỷ thôi. Vì để cho những tư tưởng ghen tức, giận hờn, ganh tị mà nó len lỏi vào mình. Đấy là mình đang mở cửa cho ma quỷ nó vào trong đầu óc của mình, vào trong con người của mình, có biết hay không. Mà cứ nuôi dưỡng cái sự ganh tị nó làm cái gì? Nuôi dưỡng sự ghen ghét nó làm cái gì? Nuôi dưỡng cái sự căm hờn nó làm cái gì? Mà bảo rằng tôi không làm chủ được, tôi không thể nào chịu được. Ở kia ai bắt mình chịu? Ngu gì mà chịu? Cứ đuổi tống cổ cái thằng ganh tị nó đi, đi chỗ khác chơi. Mày đừng có vớ va vớ vẩn. Mày tưởng mày đến mày ngon lắm à? Đi chỗ khác chơi, ở đây không có chỗ cho ganh tị, ở đây không có chỗ cho ganh ghét, ở đây không có chỗ cho hận thù, ở đây không có chỗ cho giận hờn. Biết dám nói với nó vậy không? Dám nói không? Phải dám nói mạnh như vậy chứ. Cha trừ cho con cái bị người âm nó theo, cứ để cho bao nhiêu tư tưởng sằng bệnh nó ám vào mình thì bảo là người âm nó theo gì? Người âm nó không theo mà mình đi theo nó thì có. Mình đi theo nó khi mà mình giận hờn, khi mình ganh tị, khi mình ghen ghét, khi mình phân bì, khi mình so đo, khi mình tính toán. Đấy là mình đang chạy theo ma quỷ. Đấy là mình đang rước ma quỷ nó về trong tâm hồn của mình. Cho nên Thánh Phaolô bảo rằng là từ ngày biết anh em thì tôi không ngừng khẩn nài, không ngừng khẩn nguyện cho anh chị em an tường được thánh ý của Thiên Chúa với tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết từ Thánh Thần của Chúa. Khi mình có sự khôn ngoan, hiểu biết từ Thánh Thần của Chúa, mình sẽ biết rằng cái nào là tốt, cái nào là xấu, cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là trắng, cái nào là đen. Mình sẽ nhận biết được cái đó liền à. Nhận lắm, dễ nhận biết lắm. Hơi có cái mùi mà ganh tị trong đó là biết là mùi của ai? Ma quỷ hay Thiên Chúa? Hơi có cái mùi mà kiêu ngạo trong đó là biết là ma quỷ hay Thiên Chúa? Hơi có cái mùi ghen ghét biết là ma quỷ hay Thiên Chúa? Vậy mà tại sao mình cứ rước nó về nhỉ? Rồi mình bảo mất ăn mất ngủ. Sao khờ vậy? Sao dốt vậy? Sao dại vậy? Mất ăn mất ngủ có phải là tại Chúa hay là tại mình? Tại mình chứ. Chúa thì bảo tha thứ, Chúa thì bảo xót thương, Chúa thì bảo chia sẻ, Chúa thì bảo quảng đại. Mà mình cứ giận hờn, cứ ghen ghét, cứ ghen tị, rồi bảo nhức đầu, rồi bảo đau lưng, rồi bảo khó ngủ, rồi bảo ăn không tiêu. Dẹp cái đó đi, có bao nhiêu thuốc cũng vứt đi hết thưa anh chị em. Mà mình ghen tị thì có được cái gì không? Mình, cái con kia nó đẹp hơn tao, nó ghét tao. Mình nói vậy nó có xấu đi không? Nó có xấu đi không? Nếu mà mình nói như vậy mà nó xấu đi thì cũng càng đi. Mà mình càng nói nó càng đẹp, mà mình càng xấu. Tại vì cái mặt mình gườm gườm nên nó xấu rồi, đang tươi như vậy. Cái mặt mình tưởng mình đẹp lắm hả? Mình tưởng mình ngon lắm hả? Vô
sư cho mày. Thế thì mặt mình nó càng ngày nó càng xấu đi, cái ganh tức cái ganh thì nó làm mình xấu đi, rồi nó làm đầu óc mình không còn khôn ngoan sáng suốt nữa, nó u mê đi. Hận thù ghen ghét ganh tị làm mình u mê, mà mình đang ở trong bóng tối. Và bài tin mừng ngày hôm nay, Phêrô đã được giải thoát khỏi cái đó. Nếu Phêrô và các bạn đồng nghiệp là những người chuyên môn làm nghề trải lưới, vất vả suốt đêm mà không được con cá nào, mà tự nhiên có một cái ông trời ơi đất hỡi ở đâu ấy, ông bảo thả lưới bên mạn thuyền mà đánh cá. Phêrô làm theo ý của mình, Phêrô sẽ bảo xin lỗi bố ạ, thằng này là chúa đảng đánh cá đây này, sinh ra từ bé đây này, người ta đánh cá ban đêm với ai đánh cá ban ngày, phải không? Người ta đánh cá xa bờ hay là đánh cá ở sát bờ? Xa bờ, thế phải đi ra xa một ban đêm thì cá nó mới có. Còn đây gần sáng rồi mà lại sát bờ, bỏ thả bên đó mà đánh cá. Nếu theo ý của con người, nếu theo sự khôn ngoan của con người, không am tường thánh ý của Thiên Chúa thì không có kết quả. Nhưng dám tín thác vào Chúa mà thả lưới xuống đó hay không? Dám không thưa anh chị em? Tín thác là nằm ở cái chỗ là thấy nó không có một cái tí kết quả nào ngay trước mắt, thấy nó không có một cái lý do gì mà theo tự nhiên của con người, thấy nó không có hợp tình hợp lý gì cả theo suy tính của con người, mà tín thác vào Chúa mà đó là thánh ý của Chúa thì mình cứ dấn thân mà làm, cứ dấn thân mà theo, cứ dấn thân mà nhắm mắt đưa chân để Chúa muốn làm gì thì Chúa làm. Chúa bảo thả thì con thả, Chúa bảo đánh thì con đánh, Chúa bảo bắt thì con bắt. Và kết quả là gì? Thu được một cái mẻ lưới đầy cá. Anh xem thấy lạ không? Lạ không? Lạ không? Lạ không? Giống như chị em đến đây này, có những người là phải đánh đổ. Mình ở nhà có thể mình bán hàng, mình nghĩ rằng mình bán hàng thì mình có tiền, chứ còn đi đến giáo điểm tin mừng này làm gì có tiền. Có rất nhiều anh chị em chia sẻ với tôi cái kinh nghiệm đó. Hồi đó tôi làm ở Chí Hòa, nhiều người chợ Tân Bình bảo rằng trời ơi ngày thứ năm mà phải mở cửa ra bán, khách đến đông mà người đi lễ thì chắc người ta không đi ngang mà người ta mua. Nhưng mà mở cửa ra bán từ sáng đến tối, cứ ngồi ra ngó rồi rãi chạy ra mà cũng chẳng có ai mà đến người ta mua, không có một người khách nào, cứ bán hoe ấy. Vậy mà dám liều đóng cửa đi, chấp nhận đóng cửa đi lễ đồng thưa cho Chúa. Ngay hôm sau Chúa bù cho gấp 10 lần như vậy. Lạ lắm, nhiều cái lạ lắm thưa anh chị em. Anh chị em dám liều đi thì Chúa sẽ cho cái mẻ cá hơn cả những gì mình mơ ước. Như khi tôi được bài sai của Đức Tổng Giám Mục về với giáo điểm tin mừng này, nếu mà sự khôn ngoan hiểu biết tính toán của con người có dạy gì về đây không? Không, tôi chẳng dạy gì, cũng 60 tuổi rồi, rồi học hành cũng không đến nỗi tồi tệ, bằng cấp mình cũng có thể có và cũng đã có rồi, thì mình cũng có khả năng để mình làm được những chuyện khác hơn. Mà dấn thân về đây giữa một nơi đồng hoang, đồng hô cỏ cháy này, giữa một nơi mà ngày xưa khi em đến đây thì không thể tưởng tượng nó như thế này. Nước thì nó ngập, muỗi thì nó nhiều, vắt thì nó lắm, rồi toàn chúng mới là ao tù sộ, nó vắng hoe, nó hắt, không có một cái gì nó tiêu điều, nó hoang sơ hoang vắng lắm. Mà nếu suy cái tinh mắt của con người thì bảo rằng thưa Đức Tổng, cho con đi chỗ khác, chỗ nào mà có người, có giáo dân chứ đây không có thì làm cái gì? Nên đi lúa chín đầy đồng mà thợ gặp thì thiếu, các con hãy xin chủ động sai thợ đến gặp lúa, mà vì con là thợ sai đến gặp cả thiếu lúa đâu cả, có dám đi không? Có dám đi không? Không, mà Chúa bảo cứ sợ ra, cứ thả đi, cứ thả bên mạng thuyền đi, rồi thì mẻ cá hơn cả con mong ước. Phêrô đã dám làm chuyện đó thì tôi cũng dám làm chuyện đó và thả lưới. Hôm nay là được hơn một năm rồi mà anh chị em thấy nào, ai là con cá giơ tay? Ủa, cá nhiều chưa? Ồ, ai là cá mập giơ hai tay? Cá mập. Cá mập ơi. Đấy thưa anh chị em, những con cá mập là những con cá mà tội lỗi, những con cá bệnh tật, những con cá yếu đuối,
Những con cá tội lỗi là những con cá mập mà Chúa đứng nhiều lòng thương xót đã đem về đây, đem về giáo điểm tin mừng này để Chúa lấy máu và nước từ trái tim Chúa. Chúa rửa sạch tất cả tội lỗi của anh chị em. Chúa chữa lành mọi vết thương thể xác tâm hồn của anh chị em, ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền. Thánh Kinh nói Ngài đã đem lên cây thập giá hết rồi. Anh chị em dám đến đây, dám tiến thác vào Chúa. Có những người từ ngoài Bắc vào và con chưa hề biết giáo điểm tin mừng là gì, con cứ liều lĩnh con đi. Và khi con liều lĩnh con đi như vậy mà Chúa dắt đường đến đây được. Có người 80, có người 90 mà vẫn lặn lội đến đây được. Có những người ngồi xa lăng, có những người như cái cô bé này là con bị như sao? Dạ, thưa cha, con đi tè xe, con đang không bầu lại bị gãy chân nữa. Người, con bao nhiêu tuổi? Dạ, con 34 tuổi. 34 tuổi, vừa mang bầu mà vừa bị té xe gãy chân ngồi trên xa lăng này. Anh chị em thấy có liều lĩnh đến đây không? Liều lắm chứ. Mang thai đó là mệt rồi, gãy chân đó là mệt rồi, vừa gãy chân vừa mang thai nữa mà lại còn có bầu nữa. Có mệt không? Thì chị sẽ thấy không? Mà dám liều mà đến đây đó, cho nên tất cả những người mà chúng ta đến đây là mình đánh liều đó, như là Phêrô và các tông đồ, là dám bỏ đi cái ý riêng của mình, bỏ đi cái tính toán của mình, bỏ đi cái suy tính, cái so đo của mình, mà một liều ba bảy cũng liều, đó là tín thác. Và khi mình tín thác như vậy, cái kết quả nó vô cùng kỳ lạ. Đây, con đây, con nói cho mọi người kết quả như thế nào. Con. Đấy đi, mau. Rồi. Con tên thánh là gì? Con chào cha, con xin. Con tên thánh là gì? Con chào cha gì? Hỏi một đàn và trả lời một nẻo đấy thế nào? Phêrô Nguyễn Trọng Bình ạ. À. Đấy, Phêrô đấy vô. Gọi cái là nghe chóc của Phêrô. Rồi, Phêrô thả được bao nhiêu cá, ân huệ gì kể mọi người nghe Phêrô. Thế cha, con được thầy rất nhiều ơn, nhưng mà bây giờ con chỉ tóm tắt là bốn ơn đặc biệt. Thôi vắn tắt thôi, bốn ơn nhiều lắm, cái nào gần nhất thôi để kể chuyện xa. Ơn thứ nhất là thưa cha, là con vào Sài Gòn lần đầu tiên đây, mới đây á, thì con thất nghiệp không có việc làm. Con vào xin vào công ty vật liệu xây dựng, thưa cha làm được 5 tháng. Thì con học được cái làm cân, ăn gian, lột theo công bằng, thì con không làm được công ty nữa. Rồi con ra, con đi làm một ngày, con ăn gian người ta là 20 tiểu, 30 tiểu một ngày. Thì một hôm con đi mở rộng ra thị trường xuống thành Tây Ninh, là sang Campuchia rồi để bán được nhiều. Thì một lần con đi qua nhà thờ thấy hai người cầu nguyện ở trong tượng đài Đức Mẹ. Thì không biết sao mà Đức Mẹ đưa con vào. Con thấy hai người đọc kinh nhiều lắm, ba tràng hạt mà coi xong là tràng hạt lòng thương xót với Chúa, người ta mời con ở lại tham dự. Thì con ngồi lại đọc kinh trong hôm đó, rồi ngày mai nữa, thì sao không biết là con từ những con đến tối lại đó, thì con lại đến đó nữa. Thì người ta tặng cho con một tràng hạt rất đơn giản, một cuốn sách Chìa Khóa Thiên Đàng. Mà hôm đó sao về mà con tất cả cân là con bán hết, con không có làm nữa, thưa cha, con thất nghiệp rồi. Thấy hiểu chưa? Cái tín thác là như vậy đó. Mình thấy theo Chúa là phải chấp nhận như vậy. Nó đang lời bán cái cân mà là bán cân gian đó, có khi ngày về cả chục triệu. Mà bây giờ chỉ vì chuỗi kinh lòng thương xót Chúa, mà hai Chúa dùng hai cái người ở đâu đâu lần chuỗi thôi, vậy mà lôi kéo được cái ông Phêrô này, ông Phêrô cân gian này. Và Phêrô cân gian này dám bỏ mọi sự mà theo Chúa, giống như bài tin mừng. Phêrô và các môn đệ, các bạn đồng nghiệp bỏ mọi sự mà theo Chúa, ông này dám bỏ cái cân gian. Cái cân đấy, cái cân gian, cân dối ấy có thể làm cho ông trở thành tỷ phú không chừng. Vì mỗi ngày mà lời 10 triệu thì anh chị em tưởng tượng nó lời cỡ nào. Thưa anh chị em, mà dám bỏ như vậy để kết quả là gì? Không phải là kết quả bỏ cân gian như vậy mình sẽ đi làm được nghề mà khá hơn, mà cuối cùng bỏ cân gian thì đến kết quả là thất nghiệp. Tín thác được như vậy, thưa anh chị em, không phải là cứ bỏ mọi sự theo Chúa để có kết quả ngay đâu, nhưng phải đi qua thập
giá rồi mới đến được vinh quang. Chứ phải bỏ mọi sự đi theo Chúa rồi Chúa cho ngồi bên tả bên hữu của Chúa. Có rồi mà bỏ đi theo Chúa bảo ông nội dạy qua mẹ ơi, mày làm cái chân gian đó ngày chục triệu có khi về vợ nó còn cằn nhằn cho, có vợ chưa? Dạ thưa cha con có rồi ạ. Vợ nó có cằn nhằn không? Dạ vợ thì con có cằn nhằn hay không? Thưa cha con không nói vợ, con việc con làm con không nói với ai ạ. May mà vợ biết là vợ bỏ cái này dắt chân gian thì có ai biết đâu. Rồi vì ở nhà đói để thất nghiệp em thấy không? Chân gian lại đi. Thưa cha con bỏ là con không. Vợ nó bảo chân gian lại đi anh thôi, bị đói rồi đi này. Thế khổ rồi con chấp nhận. Nói vợ ơi, chân gian đi anh ơi, bị ở nhà đói rồi anh ơi. Thưa con không dám nữa con không... Với vợ mà con không dám. Đang nói với vợ, vợ đó mình mới nói là ăn gian đi để mà có 10 triệu đồng rồi lo cho con rồi tương lai, hy sinh đời bố củng cố đời con anh ơi. À, em ơi thôi đừng có làm vậy là sau này xuống hoàng ngục ạ. Thứ hai là khi con thất nghiệp rồi con đi làm bốn phương, con sang phần Lào, phần Thái Lan đi làm, mà bên đó thì làm chỉ được 5 triệu một tháng, không đủ tiền cà phê hoặc thuốc để con quay trở về lại Sài Gòn. Để con quản lý một cái khách sạn gần 30 phòng để con học được một cái nghề xem tướng. Để không biết đâu mà tự nhiên tới ngày nào cũng có 20-30 người tới để xem tướng. Lần đầu thì xem tướng thì sau mới mời con đi ăn rồi đi uống cà phê rồi là đi nhậu rồi là say xỉn là đi khách sạn con không biết nữa. Rồi là tội lỗi cái chồng vào tội lỗi nữa. Rồi cái hôm đó là bắt đầu vào mùa thương khó. Con đến trước mẹ con nói mẹ bây giờ con trước đây con bỏ cái nghề một ngày 30 triệu rồi. Mà bây giờ lại cái nghề này nữa thì bây giờ con giờ cho con một cái công việc để con làm. Nhưng mà sau đó thời gian ngày mai ngày mốt là khách để con không xem nữa, bỏ luôn mà không nhận bất cứ một người nào xem tới xem bảo ấy tướng là hết. Thì thời gian là con lấy xe con ra là thành phố Sài Gòn, thế là con chạy xe ôm các xe. Mà mấy từ những công ty ở đâu mà đưa con vào đi lấy tiền với lại đi thu tiền cho người ta cho tới ngày bây giờ là đi làm công việc đó chứ không chăm tướng, không đi ngoại tình, không đi làm tầm bậy nữa thôi cha. Nhưng mà chú anh em với nhau anh em mới coi cho tôi cái tướng rồi coi làm sao. Thưa cha thì cái xem tướng là xem bói toán á, thì mê tín nó chỉ đoan á, thì theo như con trong nghề làm ra thì bây giờ sự thật là thưa cha đây là những người mà nó ốm đau bệnh tật nghèo khổ làm ăn thua thất bại. Khi người ta tìm đến những cái bói toán để nơi nương tựa, nhưng mà đó là một sai lầm. Khi mà người ta tới thì chỉ cần xem người hỏi vài cách người ta trả lời cái sơ sơ là mình nắm được yếu điểm người ta rồi, cho mình sẽ nói người ta đúng là hầu như là 80%. Đó, cho nên là từ cái chỗ đó mà người ta là mời mình đến làm nhà để lấy ngày để làm được cái đâu con không biết nữa. Nhưng mà đến lúc đó người con đi nhậu cà phê rồi thậm chí là đưa con đi vào phải cả, con không biết chừng luôn. Đó, cho nên là sau mà được mẹ lại nhìn con lại là cho con lại để cho con trẻ làm một cái nghề là rất bình thường mà rất khỏe. 9 giờ sáng làm, 4 giờ chiều nghỉ rồi. Con về đi uống cà phê đi chơi rồi à, có công việc cũng cảm ơn Chúa, cảm ơn cả công đoàn công nguyện cho con tiếp theo nữa. Thế em thấy không? Thế thì cám dỗ như mấy tôi vừa cám dỗ anh, nhưng mà anh ấy không bị xa chức cám dỗ. Thế vì anh bỏ nghề không sao, nhưng mà tôi với anh chỗ quen biết mà anh cứ coi thì tôi ký rồi có gì tôi đúng quên đến anh. Coi không? Coi chứ. Thấy không? Cho nên mình thấy ma quỷ nó khôn lắm. Cái ý của mình và ý của ma quỷ nó dễ ăn với nhau đó. Còn ý của Thiên Chúa và ý của mình nhiều khi nó làm mình phải trả giá. Ngày xưa làm một ngày 30 triệu mà bây giờ bỏ để mà thất nghiệp.
bây giờ làm thêm cái nghề mà buôn nước bọt mà nói sao chả đúng, toàn những người đau khổ, ốm đau, bệnh tật. Tôi nhìn cô này, mấy câu chuyện buồn đúng không? Ai mà chẳng có chuyện buồn, phải không? Một người đang có khó khăn phải không? Mà ai mà chẳng có khó khăn. Nên mình khai ra vâng cũng đang khó khăn lắm, chuyện này thất nghiệp. Đấy, bây giờ cô đang là... Vậy cứ nó cứ tán ra thì là cái hiểu đúng hết thưa anh chị em. Mà các bạn các cô thích lắm, coi không? Lại coi. Mình cũng yêu này, cũng nói nhưng mà là toàn là lừa mình, nói như phải coi không, dạ coi. Dám chúc, tôi nói em biết nha. Chúc mà ai, bà nào cô nào mà gặp anh lễ xong mà gọi điện thoại là không được cho nha. Nhớ nha, nhớ nha. Chúc là anh nghe em, cho số điện thoại tối về, anh coi em khỏe, cha không biết đâu. Đây, cái tay cho em về cái máy 365 này dạng lòng chú thương xót nha. Và đây là tập sách những lá thư không gửi lòng thương xót. Anh về anh đọc và xin Chúa gìn giữ anh nha. Và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Mời anh cầm cây quạt này và cảm ơn Đức Mẹ đã che chở gìn giữ anh qua bao nhiêu cơn cám dỗ, 30 triệu và 300 triệu để bây giờ làm cái nghề ngày may đã được 100 ngàn, 200 ngàn mà vẫn vui, vui không? Dạ, thầy đạo con rất vui ạ. Rồi,